Kính thưa quý vị, trước thềm mùa tuyển sinh, xu hướng dịch chuyển từ du học ở nước ngoài sang du học tại chỗ hiện đang được rất nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Các chương trình quốc tế liên kết đào tạo ở các trường đại học tại Việt Nam hiện nay đã có những cập nhật tiệm cận với chương trình đào tạo của thế giới. Và có lẽ đây là thời điểm các chương trình này bộc lộ được nhiều ưu điểm bởi tính phù hợp xu thế. Và đây cũng là nội dung mà phóng sự ngay sau đây đề cập đến. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đây là một lớp học ngành quản trị kinh doanh tại Viện Đào tạo Quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Giảng viên đến từ thành phố New York, Mỹ. Các sinh viên có vốn ngoại ngữ tốt đã học tập trong một không khí vô cùng sôi động, đầy cảm hứng. Lớp học này là biểu trưng cho xu hướng du học tại chỗ đang có nhiều tín hiệu bùng nổ tại Việt Nam. Du học tại chỗ đang thực sự trở thành một xu hướng mới và điều này khiến các trường đại học đầu tư nhiều hơn về chương trình học, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho đào tạo. Điểm nổi bật của những thí sinh chọn du học tại chỗ là học tại Việt Nam vẫn thụ hưởng được điều kiện học tập tốt, chi phí tương đương 1/3 so với du học tại các nước phát triển như Anh, Mỹ. Đặc biệt là chất lượng đào tạo dựa trên cơ sở chương trình chuyển giao giữa trường đại học ở Việt Nam và trường đại học ở nước ngoài, nên gần như bảo đảm các tiêu chí về đào tạo của một ngành học. Thế chương trình chúng tôi là có liên kết với hai trường đại học công lập của Anh và một trường đại học của Mỹ, đều trong 100 năm tuổi. Tức là họ đã đi trước rất nhiều giáo dục đại học và họ có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề đào tạo, chuyển giao công nghệ cũng như là phối hợp với các trường đại học. Trong 3 năm đầu tiên thì chúng tôi có những cái ngành phổ biến, ví dụ như quản trị kinh doanh, marketing, quản trị du lịch khách sạn, tiếng Anh. Thì trong năm nay chúng tôi là tiếp tục phát triển những ngành mới như là kinh doanh quốc tế, khoa học máy tính, truyền thông đa phương tiện vân vân, để mà các em sinh viên có thêm những cái lựa chọn học tập tiếp cận với nền giáo dục Anh Quốc ngay tại Việt Nam. Tại trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo hai chương trình quốc tế của Anh Quốc là Đại học Gloucester đào tạo ngành quản trị kinh doanh và marketing, tiếng Anh và ngôn ngữ học, quản trị khách sạn, khu nghỉ dưỡng và du lịch. Đại học Leeds Trinity đào tạo ngành kinh doanh quốc tế, tài chính, ngân hàng. Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên du học tại chỗ trải rộng từ các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Việt Nam cho tới thị trường việc làm nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp tại nước ngoài có hoạt động kinh doanh ở thị trường Việt Nam rất cần tuyển dụng nguồn nhân lực bản địa chất lượng cao, am hiểu văn hóa địa phương và có những kiến thức, kỹ năng sẵn sàng làm việc trong những môi trường đa quốc gia, đa văn hóa.